Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Thưa quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay, Tin Tức Tinh Túy sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về một chàng YouTuber chuyên review công nghệ. Channel của anh ta có tên là Duy Thẩm. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem anh ta có tên thật, tên đầy đủ là gì, sinh năm bao nhiêu, quê quán ở đâu, đã có người yêu hay là chưa. Vâng ạ, rất nhiều điều mới lạ và chúng ta sẽ tìm hiểu về anh chàng này quý vị nhé. Quý vị ơi, nếu thấy video hay đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, chia sẻ video giúp chúng tôi và đừng ngại ngần ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Vâng ạ, và bây giờ không để mất thời gian của quý vị thêm nữa, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chàng trai Duy Thẩm quý vị nhé. Tin Tức Tinh Túy, kênh tin tức số 1 Việt Nam. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn chính là hình ảnh tinh nghịch của YouTuber Duy Thẩm. Quý vị ơi, hôm nay Tin Tức Tinh Túy sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu một chút về anh chàng này quý vị nhá. Thưa quý vị và các bạn, Duy Thẩm có tên thật và tên đầy đủ là Ngô Đức Duy. Anh sinh năm 1995, tức là năm Ất Hợi và cầm tinh con heo. Quê quán của anh thì ở Vĩnh Phúc. Nghề nghiệp hiện tại của anh là làm YouTuber, làm reviewer. Quý vị và các bạn thân mến, Facebook của anh là Ngô Đức Duy có dấu, kênh YouTube là Duy Thẩm có dấu, kênh TikTok của anh là Duy Thẩm Channel. Thưa quý vị và các bạn, Duy Thẩm là một trong những YouTuber chuyên review về công nghệ đến từ kênh Channel được giới trẻ vô cùng yêu thích. Anh từng chia sẻ đây là một nơi cực kỳ tuyệt vời để mà phát triển bản thân và luôn tự hào khi mà mình vào đây để học hỏi. Trên kênh YouTube của mình, Duy Thẩm thường làm những video bình luận, review về các thiết bị điện tử như là smartphone này, laptop, máy tính bảng, đồng hồ thông minh tới người xem. Vâng ạ, để có được thành công như ngày hôm nay thì chàng trai 9X đã trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Ban đầu thì anh không được nhiều người chú ý đến đâu, nhưng từ khi tham gia vào channel, tên tuổi của Duy Thẩm càng ngày càng phát triển và trở thành một cái tên chuyên review đồ công nghệ uy tín nhất nhì Việt Nam và có được sự yêu thích từ phía khán giả. Các sản phẩm mới trên thị trường đều được Duy Thẩm cập nhật và đưa ra những đánh giá cực kỳ khách quan, bởi vì người xem rất tin tưởng kênh review của chàng trai này. Khi vừa đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm mà lại vừa có tính giải trí rất là cao. Duy Thẩm có một cách nói chuyện cực kỳ cuốn hút người xem. Nếu như vô tình mà các bạn lạc vào trong những video review của anh chàng này thì chắc chắn không thể thoát ra được đâu. Vâng ạ, và với những biểu hiện sâu của mình về công nghệ, nam YouTuber đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng người xem. Không chỉ như vậy mà anh còn nổi tiếng với độ chịu chi của mình cho các sản phẩm hiện đại. Bên cạnh đó, trong video của Duy Thẩm còn mang tới cho người xem nhiều góc nhìn mới mẻ và không kém phần chân thực khi mà so sánh chất lượng của các sản phẩm cùng hãng hoặc là cùng mức giá với nhau. Duy Thẩm hiện còn là một KOL nổi tiếng với các nhãn sản phẩm và các nhãn hàng săn đón mời hợp tác cùng để quảng cáo điện thoại. Thưa quý vị và các bạn, với cách nói chuyện duyên dáng và thu hút phù hợp với thị hiếu của khán giả nên chẳng có gì là lạ khi mà kênh YouTube của Duy Thẩm hiện tại đã đạt đến gần 1 triệu người theo dõi và trên kênh Facebook cũng như là TikTok của anh cũng là một số lượng người follow rất là khủng quý vị nhé. Ngoài ra thì YouTuber cũng hay chia sẻ về bản thân thông qua các vlog về cuộc sống thường ngày và được nhiều người ủng hộ quý vị ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng trên video của chúng tôi thì những hình ảnh của Duy Thẩm luôn luôn anh ta cười tươi, phải nói là những nụ cười rất là sảng khoái, giúp cho người xem chúng ta cảm thấy xua tan hết những cái mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày phải không ạ? Với những chia sẻ đôi nét từ đời tư của Duy Thẩm vừa rồi thì hy vọng các bạn đã biết đến Duy Thẩm là ai và có thêm thông tin hữu ích về anh chàng YouTuber này phải không ạ? Quý vị và các bạn ơi, đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, chia sẻ video này và hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là đôi nét về chàng YouTuber Duy Thẩm chúng tôi cập nhật được và gửi tới quý vị và các bạn. Hy vọng rằng qua video này quý vị và các bạn phần nào đã hiểu rõ hơn về chàng trai này phải không ạ? Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Nhất là khi bối cảnh Covid đang diễn biến hết sức phức tạp, có thể nói là bùng nổ trên đất nước ta, thì hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng như là người thân của mình sẽ bình an để vượt qua đại dịch Covid này quý vị nhé. Vâng ạ, một lần nữa mong muốn quý vị và các bạn dành tặng cho chúng tôi một like, chia sẻ video giúp chúng tôi và hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Tin tức tinh túy, kênh tin tức số 1 Việt Nam.